Lễ tân khách sạn hứng kiếp nạn 82 vì khách chạy xe quá đà tông trúng nhưng vẫn có hành động đáng khen ngợi. Hôm nay ngày 3 tháng 8 trên các diễn đàn giao thông truyền tay nhau vụ việc với caption như sau. Mặc dù bị thương sau tai nạn nhưng nữ nhân viên lễ tân vẫn có hành động chuyên nghiệp khi không bỏ đi mà tiếp tục mở cửa xe cho khách. Tình huống ra sao mời cả nhà theo dõi tiếp nhé. Cụ thể mới đây, đoạn video do camera an ninh tại một khách sạn ghi lại một trường hợp tai nạn hy hữu. Một nữ nhân viên lễ tân trong lúc đứng chờ đón khách đã giật mình khi thấy một chiếc xe trắng lao vào sảnh. Ban đầu nữ lễ tân không nghĩ chiếc xe sẽ chạy quá đà như thế nên vẫn thong thả. Đến lúc vừa quay lưng thì gặp ngay họa trời giáng. Dù đã có phản xạ né tránh nhưng có vẻ chiếc xe vẫn va chạm vào chân của người phụ nữ nhân viên này, khiến cô gái phải đi những bước đi tập tễnh sau đó. Thậm chí ô tô đi này còn tông bể nát chậu cây để trước sảnh. Dù rất đau đớn, nhưng nữ nhân viên vẫn tiếp tục đến mở cửa cho khách xuống xe, thay vì bỏ đi chăm sóc vết thương của mình. Hiện đoạn video vẫn được cư dân mạng chia sẻ, kèm lời khen cho tính chuyên nghiệp của người nữ nhân viên trên. Nhiều dân mạng còn tỏ ra khá xót cho cô lễ tân này. Còn bạn thấy sao về pha khách chạy ô tô quá đà khiến cô lễ tân gặp họa trời giáng này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.